khẩu điện thoại của bạn. Xin mời. Ai chấp nhận chia sẻ việc này ạ? À? Ai chấp nhận chia sẻ việc này? Hello đi. Chấp nhận bây giờ nghe này. Bây giờ luôn ạ. À. Bây giờ nếu chấp nhận thì bắt buộc phải nói kể tên những người biết được mật khẩu điện thoại của anh. Mấy người đó có đây. Dạ anh chưa được nói, anh nói đại ở ừ, ghệ của anh chẳng hạn. À ok. Rồi, vậy là anh Trung chấp nhận được đó. Dạ, mấy người biết được mật khẩu điện thoại của anh và đó là ai? À, thật ra thì mật khẩu điện thoại mình nhiều người biết lắm, nhất là trong đoàn phim thường mấy trợ lý đạo diễn sẽ biết. Lúc mình vừa đang quay thì thật ra là không có Kim Thanh ở đây, chứ thật ra là mật khẩu của mình là ngay tên Kim Thanh. 8888 chia sẻ được 8888 tại vì cho nó dễ nhớ, thật ra là tính mình cũng hay quên, cho nên là mật khẩu nó phức tạp, bản thân mình cũng hay bị quên. Dạ. Cho nên là thường sẽ chọn một cái mật khẩu rất là dễ, và thật ra công việc nhiều khi cũng phải nhờ người khác hay điện thoại, cho nên là thật ra khẩu thì cũng dạ Kim Thanh là một người rồi, còn hai đứa không ạ? Không, Kim Thanh là cái mật khẩu tên của Kim Thanh là bà Tám, cái số 8888888. Dạ dạ. Chứ không phải Kim Thanh biết. À, nhưng mà bao nhiêu người, cụ thể là bao nhiêu người, anh phải trả lời đúng câu hỏi à? Bao nhiêu người biết? Anh ấy giờ ở dưới này biết hết rồi. Dạ vậy thôi, câu hỏi phụ đi. Câu hỏi phụ dành cho anh Dũng đi. Và bao nhiêu người biết thì mật khẩu điện thoại của anh có giống với mật khẩu ngân hàng không? Cái này thì không. Tại vì điện thoại nó rất là nhiều chuyện cho nên đặt 8888. Yeah. Còn ngân hàng nó bí mật cho nên mình chọn cái số khác. Yeah. Cảm ơn anh. Như vậy là đội số 1 đã vượt qua được thử thách của mình. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 2 của đội số 2. Đó chính là đội của chị Trang và Linh. Với câu hỏi như sau: anh chị sẽ làm gì khi bắt gặp người yêu hoặc là vợ chồng của mình lại có những tin nhắn tình cảm mùi mẫn với người khác? Dạ. Ai chấp nhận thử thách? Trời ơi, chơi lần dùm đi. Dạ vâng, như vậy chị Trang chấp nhận thử thách. Chị Trang hãy trả lời câu hỏi đi ạ. À. Dạ không, chị Trang chơi trước rồi. Chị Trang trả lời đi. Chị có bao giờ thấy anh Luật nhắn tin tỏ tí tè với ai chưa? Với một cô gái hay một chàng trai nào đó? Rồi phản ứng gì lúc đó của chị sao? Chị rần rần, chị sồn sồn lên, chị sao? Không, tại vì cái tính của Trang từ xưa giờ, nếu mà Trang giận quá thì Trang sẽ không bao giờ la và không bao giờ nói chuyện, Trang sẽ im lặng thôi. Thì chính vì mà cái sự im lặng của Trang cho nên Luật thà là la hoặc là làm rần rần lên. Dạ. Nhưng mà im lặng là anh Luật rất sợ. Cho nên là nếu như mà mình phát hiện ra mà anh Luật mà có nhắn tin tình cảm gì đó với một người nào đó, nam hay nữ mình không biết. Dạ. Thì chắc là cái im lặng thì mình biết chồng mình sợ cái gì mình sẽ làm cái đó. Chị im lặng, nhưng mà thực tế đã xảy ra chuyện này chưa? Thực tế thì chưa. À chưa. Dạ, là chưa thủy quá. Không, chưa phát hiện thôi, chưa bắt gặp thôi. Chứ không biết cái gì thì không biết à. Dạ, chưa mà chưa phát hiện thôi. Cảm ơn chị Trang. Như vậy là đội số 2 đã vượt qua thử thách. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 3 dành cho đội số 3, là đội của chị Ánh và anh Văn. Với câu hỏi như sau: một thành viên trong đội hãy quay lưng lại và người kia hãy nói xấu về người đồng đội của mình. Dạ, ai chấp nhận thử thách à? Dạ, chị Hồng Ánh là chấp nhận thử thách. Dạ vâng. Như vậy là chị Hồng Ánh sẽ nói xấu sau lưng anh Văn nè. Anh Văn quay mặt đi à. Ủa vậy hả? Phải Vĩ Văn nghĩ là Hồng Ánh lúc nào trong mắt mọi người cũng rất là điểm nổi danh cũng đẹp, nhưng mà thực ra thì anh có một cái tật rất là xấu, nhưng mà cả 7 diễn viên ai cũng phải cùng len. Dạ rồi, đứng ngồi xoay lưng lại đi chị đừng ngãn ngớ nữa. Và cái tật xấu này là mọi người rất khó chịu, có nghĩa là chuyên gia nhớ thoại người khác. À nhớ giùm ha. Đúng rồi, con đầu ha. Đúng rồi, người khác thoại cứ phải cùng người đó luôn. Ở trong cái thoại của mình không nhớ. Vậy à, trời ơi, kỳ vậy đó. Ủa sao chị không nhớ hết trăm trăm, chị nhớ muốn ta thiên hạ rồi. Chị nhớ thiên hạ nhưng không nhớ bằng thân của mình. Dạ đâu, bây giờ sẽ là 2 phút để chị biện minh à. Thật ra là anh có một cái khả năng thuộc thoại của bạn diễn rất là nhanh. Dạ. Thoại mình sao chị? Ok vậy hả? Khi mà mình quan sát và mình theo dõi các bạn diễn á, cái sự tập trung của mình dành cho các bạn cũng rất là cao, và tới lượt mình cái ngay tức tắc cho mình quên mục tiêu, thành ra bị mấy bạn chọc hoài. Dạ, vấn đề đây là người kia chưa kịp thoại là ánh thoại trước người ta luôn. Hồi trước luôn.
mình trước nhắc ra luôn. Cảm ơn những chia sẻ và cái cuộc đời sống rất là dễ thương của anh Louis Văn à. Cảm ơn chị Ánh. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ tư mà dành cho đội số 1, đó là đội của anh Dũng và anh Tuấn. Câu hỏi như sau: hãy đọc to tin nhắn gần nhất mà anh chị nhắn với thành viên trong đội của mình và trong ekip làm việc luôn anh. Ai chấp nhận tất? Ai ạ? À? Dạ, anh Tuấn. Anh Tuấn chấp nhận tất. Bây giờ anh đã lấy điện thoại ra. Tin nhắn gần nhất mà anh gửi cho bất cứ một thành viên nào đó không? Vậy anh Dũng ơi, anh Dũng hãy chỉ định đi. Mở lên đọc luôn á hả? Dạ, đọc luôn. Hai người nhắn tin đi nha. Nhắn tin cho anh Dũng đúng không? Không, cho anh trai gần nhất trong team của mình nè. Trong ekip anh Dũng nha, nhắn cho anh Dũng đi. Phải không? Hay là nhắn vô Cathy gần hơn anh Dũng nữa. Không, Cathy không nha. Sao vậy? Gần thì sao nhắn cho Dũng hết. Dạ. Bạn phải đọc cái nội dung đó luôn nha Tuấn ơi. Đáp nha. Anh Dũng, anh kiểm tra anh, dạ, khảo sát giùm em coi có xác thực đúng 100% không? Nè, anh khảo sát đi. Dạ, đây nha, chị thay mặt đọc nha. Anh Dũng phải không? Anh Dũng, Nguyễn Quang Dũng, con Nissan luôn. Dạ đây. À, anh đọc luôn đi. Đọc, phải đọc, phải từ đầu câu chuyện rồi mọi người mới hiểu đúng không? Thôi đừng có đầu đọc từ đầu lắm. Sao có chữ thề vậy? Không, không có. Rau má. Chờ đọc sau chữ má không à? Không, rau má. Rau má nó má. Chờ đọc sau má nó. Rau má nó má nè, đọc bây giờ. Ừ. Thỉnh thoảng anh có cho anh rau má nữa không biết có sao không. Rau má nó má, không biết có bị hàng không mà thấy nó cũng ăn. Đó là lời nhắn của anh Dũng. Rồi, bạn trả lời xong, tôi đọc với tôi. Em trả lời là ăn được ăn lạ, anh cứ cho ăn xoay vòng. Anh Dũng, năm bộ anh cũng không dám cho ăn gì thường xuyên. Anh có cho ăn cải xoăn không anh? Đổi món suốt. Tốt lắm ạ. Rau muống với salad là thường thôi. Rau muống dư chất, con sun kata ăn không tốt đâu ạ. Salad thì không có chất gì, ăn nhiều hay đi phân lỏng, lâu lâu cho ăn thôi ạ. Rồi sau đó là hàng loạt những cái hình ảnh rau muống với hàm lượng vitamin C, A, B, K, rồi là salad xanh, cải xoăn, cải rổ, lá củ cải, lá dâm bột, bồ công anh. Ủa sao hai nhà thực vật bàn chuyện với nhau mà không ai hiểu gì vậy? Là sao tốt? Thì là em với anh Dũng có nuôi con rùa. À, nuôi rùa, trời ơi, đàn ông nuôi rùa. Rồi, cảm ơn Tuấn rất nhiều, hay quá đó. Giờ lật điện thoại ra mình mới biết được những bí mật hết của những người đàn ông mang lại hạnh phúc cho nhau qua con rùa. Và bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo của đội của chị Trang và anh Linh. Câu hỏi như sau: hãy chụp một tấm ảnh ngay bây giờ và sau đó post lên Facebook cá nhân của mình với chế độ công khai, kèm theo một nội dung tâm trạng thật là khó hiểu. Và 5 phút sau anh chị có thể xóa nếu như cái tâm trạng nó khá là nhạy cảm. Dạ, xin mời anh Linh và chị Trang ạ. À, ai chấp nhận thử thách nè? Hồi nãy chị Trang thử thách rồi, chứ lấy gì anh Linh không giúp làm. Dạ, không, anh phải dơ cái bảng lên, anh dơ cái bảng lên. Rồi, chấp nhận thử thách. Như vậy là anh Linh sẽ post lên Facebook cá nhân của mình một tấm ảnh chụp chung với chị Trang. Dạ, chỉ riêng với chị Trang thôi nha. Mà cái nội dung Facebook nó phải ghê ghê luôn. Dạ sao mà anh lục đường bay mà ảnh tức tắc anh chạy ra nói chuyện với Linh luôn á. Cái chuyện báo báo rồi người ta biết liền à. Dạ, thì phải hỏi đúng đó. Dạ, nó phải động thái, động tác nó dẫn cho mình vui thê đấy. Vậy được. Đó, chụp xong rồi anh bố liền mình lên Facebook à. Theo anh Linh thì anh nghĩ ra được cái caption nào không ạ? À? Hay là anh nhờ nhà phim kịch chúng tôi là nhà báo Trần Minh nè. Minh ơi, để mình tư vấn như vài câu caption đi Minh. Đó, Minh yêu cầu gì là Minh, nhà báo Trần Minh cũng là nhà biên kịch cho bộ phim Trần Trang Máu luôn thưa quý vị. Và với cái khả năng thuần Việt của anh thì anh sẽ tư vấn cho anh Linh đó là câu caption nào ạ? Bữa nào đi uống nữa không Trang? Bữa nào đi uống nữa không Trang? Dạ, cảm ơn anh Minh rất nhiều ạ. Rồi, anh post lên Facebook như vậy nha, cho tụi em kiểm tra nha. Bữa nào đi uống dạng nữa nha Trang. Uống sao mà chà chà lết lết quá. Chết rồi, ông post khác luôn kìa. Sao ông post còn hơn ghê vậy luôn hả chị đọc đi chị. Chị cầm video chị đọc, chia sẻ nhẹ nhẹ với. Tối qua lên ba, chiều nay lên salon. Bữa nào
Hay quá, anh Giang thiệt, trò chơi khó gì mà anh được làm. Trước khi bố thằng mất ông tiếng mật rồi. Chắc chắn là chắc giữ mấy năm rồi đó. Dạ, giữ mấy năm. Dạ, cảm ơn Linh ạ. Một tràng pháo tay dành cho người đàn ông can đảm chúng tôi ạ. Có nay anh ngủ đâu anh Linh? Bố sao em hỏi Linh mà em không hỏi chị? Trời ơi, chị đang kèo trơn ở nhà mà. Chứ em thấy trong tiền trang máu kịch bản kèo là kèo liên tục mà. Cảm ơn anh chị. Và bây giờ sẽ là câu hỏi cuối dành cho đội số 3 của đội về Ánh và Anh Văn. Câu hỏi như sau. Câu thách đố đó chính là hãy nhắn một đoạn tin nhắn thật là nhạy cảm và gây khó hiểu và gửi ngay cho một người bất kỳ trong danh bạ điện thoại. Như vậy ai chấp nhận cái thử thách này thì người đồng đội đó sẽ yêu cầu gửi cho một nhân vật nào đó. Dạ, chị Ánh nha. Dạ, chấp nhận không? Rồi, dạ chấp nhận luôn. Hồi nãy anh Văn. Chị bây giờ cho mượn điện thoại của Văn mà mở bát quả ra luôn. Vậy luôn. Thật quá anh. Điện thoại của chị á. Tại vì chấp nhận mà. Vậy là anh Văn mới là người yêu cầu á. Chết rồi. Ủa sao hồi nãy ở trong kia nói là có trò chơi gì để đây anh nhận hết cho. Thì trong kia dặn sao á. Thiệt cái lỗi trong kia luôn á. Dặn sao mà chị Ánh giáo quyết. Chết luôn, thôi lỡ rồi. Bây giờ anh Văn được chọn bất kỳ người nào trong... Dạ, chính xác hả? Dạ. Ai biết chị bản chị? Dạ rồi. Làm gì làm đi. Anh Văn muốn yêu cầu gửi cho ai à? Một nội dung ra sao? Dạ, thì trong danh bạ của em á, chọn người nào có tên dễ thương á. Chọn đại nha. Ờ. Đại là anh mấy lần? Anh mấy lần? Anh mấy lần? Không. Anh á, sữa mấy lần nha. Thì anh nhắn đi. Em nghĩ là chọn ai đó mà nó gần gũi với mọi người đi anh. Anh á sữa mới lạnh. Ủa mà mất chứng gì sữa mới lạnh phải chịu á luôn cái gì. Cái ông thợ đó ổng tên là á. Ổng tên là á cho nên là mình lưu tên anh á. Mọi cái nghề nghiệp kế bên là máy lạnh. Ồ hú hồn tử ông đang sửa cái làm gì kêu chị á luôn cái. Bây giờ tôi quen ta ngồi đây hết rồi. Tùy anh thích gì đi. Dạ dạ, tới chuyện trong danh bạ của em coi á, anh thấy thu hút ở cái tên nào. Không mấy anh thấy quà đang nhắn mặt nè, anh Đức Thịnh đang nhắn mặt nè anh. Đức Thịnh đi. Vậy hả? Dạ, anh Đức Thịnh bữa nay cũng vì lý do công việc riêng nên không thể có mặt tại buổi sơ kê ngày hôm nay à. Nên mình nhắn thử cho anh Đức Thịnh đi. Thịnh chồng Thanh Thúy đàng hoàng. Dạ có, mình nhắn vô là ví dụ như là em đang thử đầm kiểu mới chẳng hạn mà không giấu coi. Hay là em nhớ con quái vật đầu tiên. Chết rồi, anh Thịnh đánh chặn số điện thoại em rồi. Ủa, nó sao kỳ vậy? Không chắc nữa. Ủa, ekip làm phim nhau mà. Chết mồ rồi nhờ cái vụ chơi em không biết chặn luôn nè cha. Ủa, trời chị có làm sao mà để... Nó tỉ vô quý vị. Nhờ trò chơi này mình mới khám phá có biết bao quý mật. Đâu đây, cái này mình làm em biết nè. Lý do vì sao vậy Tuấn? Chết tại hay nhắc tuồng anh Thịnh. Anh Thịnh quả. Không phải nhắn cho anh Hòa thôi. Coi chuyện anh Hòa anh chặn đi luôn rồi đó. Được rồi. Được không? Rồi IC anh ổng mở lại nè. Tỏ mở ghê thiệt. Chắc chắn anh Hòa ghi gì nè. Giống một phim quá à. Nhắn gì vậy? Nhắn em nhớ anh. Nhắn gì vậy anh? Chết nha. Chết không? Chết nha. Bây giờ chết. Nó bộ đàm đang quay đó. Đó thì ai biết cái đề bài như đó phải gây khó hiểu. Phải là nhạy cảm mà. Anh nghĩ là với một người đàn ông tinh tế nhiệt dàng thì chắc là cũng ít quá. Trời ơi, anh Giang anh nhắn nhìn kêu chị Ánh luôn rồi kìa. Trời ơi, vậy? Trời ơi, vậy? Tâm thư của anh Giang. Chết rồi, không lẽ về em lên live stream lúc này ta? Đưa cho. Dạ, em nhanh cảm ơn anh. Chết rồi, nhắn gửi luôn rồi. Anh ơi, chụp hình cái quần underwear qua cho em xem gấp. Trời ơi. Chết rồi, chết. Rồi, ok. Thì trong thời gian chờ đợi á, mình sẽ tiếp tục chương trình. Để lát phải chụp thiệt không? Chết rồi, tin nhắn được gửi cho anh Đức Thịnh chồng Thanh Thúy. Dạ. Để làm chứng em xin được phép chụp màn hình này lại. Để không lẽ chị xóa sao? Người lắm đó. Để em chụp lại nha, quý vị chờ em xíu nha. Đó. Có bằng chứng rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh chị. Như vậy là chúng ta đã thấy là 6 câu hỏi thử thách đã được đưa ra và đã có 5 diễn viên, 5 nhân vật đã dơ bản chấp nhận thử thách. Người chưa dơ bản lại là Hứa Vị Văn. Nay anh chưa được dơ được bản nào nên anh là người thua cuộc.
nên bắt buộc anh sẽ phải dẫn cái đoàn ăn bữa ăn giống như dòng tiền trăng máu nha. Bữa thịnh soạn giống vậy, dạ bộ của tay. Dạ, hồi nãy trao hỏi trò chơi chị mà. Dạ vâng, cảm ơn chị rất